Xin chào các bác, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay của kênh Đồng Hồ Kia Đồ Cũ. Kênh chuyên giao lưu giới thiệu về những mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Và trở lại với phiên đồng hồ ngày hôm nay, cửa hàng Kiên tiếp tục giao lưu và gửi đến các bác một bộ sưu tập gồm rất nhiều những mẫu đồng hồ xưa đang có sẵn tại cửa hàng. Và trong quá trình xem video, các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào, chốt đơn cho em qua Zalo, số điện thoại 0936050424, số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Và đối với các bác lần đầu biết đến cửa hàng Kiên thì đừng quên là các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh em đã để ở phía dưới video này, để mỗi khi mà cửa hàng lên sóng các cái mẫu đồng hồ mới thì các bác có thể đón xem được một cách sớm nhất nha. Còn bây giờ thì mời các bác cùng theo dõi video ngày hôm nay ạ. Mẫu đồng hồ đầu tiên trong phiên đồng hồ ngày hôm nay thì giới thiệu đến các bác 3 chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Nibosi. Đó. Cái này là dòng đồng hồ thời trang thôi. Em thì sẽ có 3 màu nha. Nibosi này có 3 màu, một chiếc màu đen này, một chiếc màu vàng và một chiếc màu trắng. Đó. Thanh lý cho các bác nốt với giá là 480.000 này, em để ở trong tủ của em quên mất. Thế là bây giờ mới bỏ ra được. Máy vẫn còn chạy tốt nha. Đây là cái dòng máy cơ. Dãy máy chạy pin. Đó, mặt thì form thể thao trẻ trung. Thiết kế hiện đại này. Đo size nha. Đối với cái dòng Nibosi này thì sẽ có size mặt là 43 này, đó size 43 không tính lốm nha. Mấy cái em này vẫn còn mới tinh nguyên này, nguyên tem mác này. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Các bác mua về thì em sẽ lắp pin vào nhé. Em mà ba em này đều đồng giá 480.000. Bác nào mà muốn mua thì nhắn tin về số điện thoại Zalo của cửa hàng em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Đó, đây là màu vàng và màu trắng nha. Dòng máy thời trang mà. Đó, bây giờ thì em sẽ đi vào phần giới thiệu các mẫu đồng hồ cổ ngày hôm nay. Nhà em thì chuyên những cái dòng máy đồng hồ cổ thôi. Đồng hồ mới thì nhà em không có. Rồi tiếp tục lên cho các bác một chiếc Seiko 5. Seiko 5 đồng hồ Nhật Bản, một trong những huyền thoại thời bao cấp này. Em này là một chiếc Seiko 5 lịch bơm nha các bác. Lịch bơm, ấn vào bên trong như thế này thì chỉ lịch này. Viền vàng, mặt đen, vỏ thép không gỉ. Đó, zin nguyên bản 100% luôn. Dây khóa cũng như là mặt đáy này. Em này có size mặt ngang là 34 và size dọc là 39 nha các bác. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đó, Seiko. Seiko 5 máy cơ tự động automatic, tình trạng hoạt động tốt, đã được lau dầu, hoạt động ổn định. Yêu thích cái dòng Seiko 5 này thì chốt đơn em nha. Chứ này các bác nhìn này, cái phần viền vàng còn rất là đẹp, sáng loáng luôn. Mã là H61 và giá của em đấy là 1.080.000 ạ. H61 giá 1.080.000 nhé. Mẫu thứ hai, một em đồng hồ cổ đến từ thương hiệu Lost Elgin. Cái này dành cho các bác yêu thích sưu tầm những cái dòng đồng hồ xưa này. Em này là một chiếc Lost Elgin máy cơ tự động. Mặt ở đây các bác có thể thấy này, mặt đã lên dầu theo thời gian nhé. Kim cọc vàng, kim có dạ quang này. Chạy bộ máy 3 kim. Đó, vỏ bên ngoài thì đã có rất nhiều những vết thời gian xuất hiện ở đây. Các bác nhìn một chiếc đồng hồ rất là cổ kính luôn. Mang nhiều cái vết tích của thời gian. Đấy em này, này đầy inox nha. Sở hữu size mặt ngang là 34 và size dọc là 40. Ngang 34 và dọc 40 này. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Và giá của chiếc Lost Elgin này là 2.480.000. Mã D87 này. D87 giá 2.480.000. Pro Vita Extra, một phiên bản đồng hồ cổ đến từ năm thập niên 50 của Thụy Sĩ. Đó, em này mặt đã lên dầu nha các bác. Kim cọc vàng. Vỏ bên ngoài của em này cũng là vỏ vàng này. Các bác nhìn đã có hơi hao mòn theo thời gian một chút xíu. Đáy inox nha. Sở hữu size mặt là 34, không tính núm ạ. Size 34 không tính núm. Bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính.
một chiếc đồng hồ cổ từ những năm thập niên 50 dành cho các tín đồ yêu thích các dòng máy cổ. Rất là đẹp. Phong cách vintage. Giá của em này chỉ có 1.680.000 nhá. Mã là E86 này. Trong video này gửi đến các bác một chiếc SK mặt lửa 21 chân kính kim cọc vàng. Em này mặt đỏ son luôn, rất là đẹp. Vỏ thép không gỉ toàn thân. Đó, dây khóa cũng như là mặt đáy này đều có khắc tên thương hiệu Orient nha. Cái này không phải là vết. Đây là cái băng dính của em nó bị dính vào đây các bác. Cái này lau đi là sạch này. Đó. Cái này lau đi là hết nha. Cái vết keo của cái băng dính nhá mà. Em này thì bộ lịch hiện tại thì đã dừng. Lịch bị hỏng rồi các bác ạ. Size ngang là 41 và size dọc là 46. Form mặt lớn. Em này có một cái màu mặt rất là đẹp luôn. Chỉ hơi đáng tiếc một chút là cái bộ lịch thì đã không hoạt động nữa rồi. Tuy nhiên thì phần máy vẫn còn đang chạy rất là tốt nha. 21 chân kính kim cọc vàng. Form mặt cực kỳ đẹp luôn. Và giá của chiếc này là 1.450.000. Mã là E147 nhá. 1.450.000 ạ. Tiếp tục qua mẫu gửi đến cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Aurelie của Thụy Sĩ. Máy cơ tự động 20 năm chân kính. Đó, sở hữu cái form mặt hổ phách nổi bật luôn ngay phần chính giữa. Cọc số nổi và có một ô cờ lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ này. Vỏ thép không gỉ toàn thân. Đó. Mặt kính phẳng với size ngang là 35 và size dọc của em này là 39 này. Ngang 35 dọc 39, máy cơ tự động 25 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Lịch với hai thứ tiếng Trung và Anh. Đây là một cái dòng đồng hồ được sản xuất dành riêng cho cái hội đồng bào người Hoa Kiều ở nước ngoài. Phiên bản giới hạn. Thương hiệu đồng hồ Aurini này. Một thương hiệu đồng hồ cổ điển xa xưa của Thụy Sĩ. Và chiếc này có mã là Y23. Giá sở hữu thì em này là 2.080.000 nha các bác. Y23 với giá là 2.080.000. Tiếp tục qua mẫu mang đến cho các bác một chiếc Croton. Dòng máy Nivada Grichen này. Em Croton này thì mặt hài lòng. Đó, cọc số vàng, thiết kế lạ mắt. Vỏ bên ngoài của em này là được bọc vàng 10K các bác nhé, 10K gold film. Lớp vàng sáng. Đáy inox này. Em Croton này có size mặt ngang là 34 và size dọc là 41 nha. Ngang 34, dọc 41. Máy cơ lên dây 17 chân kính. Và chiếc Croton này có giá là 1.950.000. Chốt đơn em với mã là E25 nhé. Giá 1.950.000. Mẫu tiếp tục một em Helbros. Helbros máy cơ lên dây 17 chân kính. Mặt hổ phách. Kim cọc vàng. Số cọc số có cài đá đen này. Một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Em này là một chiếc Helbros của Đức. Máy cơ lên dây 17 chân kính. Vỏ bên ngoài của em này là vỏ vàng nha. Form dáng thì rất là dày dặn. Đây các bác nhìn này, ngay tại những cái vị trí dễ bị hao mòn nhất đó là cái phần mặt dưới này. Tuy nhiên thì em này còn mặt dưới rất là sáng luôn. Sở hữu size ngang là 34 và size dọc của em này là 40. Đó, ngang 34, dọc 40. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Helbros. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt nha. Và để sở hữu chiếc đồng hồ này, các bác chốt đơn em với mã là H181 và giá là 1.680.000 nhé.
H181 giá 1.680.000. Tiếp tục qua mẫu mang đến cho các bác một chiếc Orient lịch vạn niên, thương hiệu đồng hồ của Nhật, được sản xuất vào đầu những năm thập niên 70. Đây là một chiếc Orient sở hữu bộ lịch vạn niên cực kỳ chất luôn. Máy cơ tự động 21 chân kính, một ô cửa lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ. Em này có size mặt là 3, size ngang là 42 và size dọc. Size dọc em này là 46 nhé. Ngang 42, dọc 46. Bộ lịch bơm vẫn còn đang trong tình trạng hoạt động tốt này. Các bác sẽ ấn vào bên trong như thế này để chỉnh lịch. Tất cả các cái chức năng núm của em này đều hoạt động tốt nha. Đó. Các bộ lịch vẫn còn chạy bon bon luôn. Zin nguyên bản này, đấy có khắc tên thương hiệu Orient ở đây. Em này thì có một cái form mặt lớn luôn đấy các bác ạ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Cái màu mặt của em này đó là cái màu xanh tím than nha các bác. Đó, xanh tím than. Rồi và để sở hữu chiếc Orient này, các bác chốt đơn em với mã là H168 và giá của em đấy là 1.580.000 ạ. H168 với giá là 1.580.000 nha. Elgin Sportman, thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Đây là một chiếc Elgin với phần mặt rất là đẹp luôn. Các bác nhìn cọc số, kim cọc vàng. Và ở cái phần viền bên ngoài của em này thì sẽ có thêm các cái cọc số tượng trưng cho những cái dây nữa. Cọc số dây các bác. Vỏ bên ngoài của em này là vỏ vàng nha. Form dáng mỏng gọn này. Đấy, có khắc tên thương hiệu Elgin ở đây. Phía cạnh gần núm ở mặt dưới này thì hơi có vết ha mòn. Mặt trên thì còn đẹp, lớp vàng nguyên vẹn nha. Sở hữu size mặt là 33 và size dọc của em này là 41 này. Đó. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Bạn nào yêu thích chiếc Elgin Sportman này, chốt đơn em với mã là G63 và giá của em đấy là 980.000 ạ. G63 giá 980.000 thôi nhé, là các bác có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc đồng hồ thương hiệu Thụy Sĩ cổ điển, một thương hiệu lớn và rất là nổi tiếng như thế này. Mẫu tiếp theo vẫn là một chiếc Elgin. Đây là một cái dòng máy Elgin cổ Cell Winding 17 chân kính, cơ tự động và có hỗ trợ cơ có tay này. Kim cọc vàng. Vỏ bên ngoài của em này cũng là vỏ vàng nha. Cái lớp vàng của em này thì hơi có vết lên bã trầu theo thời gian một chút xíu. Đó, bốn chân càng ngắn và thiết kế theo phong cách cổ điển. Đáy này, đáy bắt úp. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Đây là phần mặt của chiếc Elgin này khi mà em đeo lên tay này. Rồi, và yêu thích mẫu đồng hồ này, chốt đơn cho em với mã là Y46 và giá của em đấy là 2.080.000 nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu nha. Gửi đến cho các bác một em Ponzos, máy cơ lên dây 17 chân kính này. Mặt bao công, kim cọc vàng với hai điểm nhấn vào góc 6 và 12 giờ. À, góc 9 giờ cũng có đính thêm cả một viên đá quý nữa. Một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ nha. Em này thì sẽ có cái phần vỏ được bọc thép không gỉ toàn thân. Đây các bác nhìn này, vỏ thép sáng bóng luôn. Rất là đẹp, mặt kính phẳng. Và có size mặt ngang là 35. Size ngang 35 và size dọc em này là 39.6, gọi là size 40 này. Đó. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Cơ lên dây 17 chân kính. Mặt bao công, một chiếc Ponzos độc đáo cho các bác sở hữu. Và em này thì chỉ có giá là 1.180.000 là các bác có thể sở hữu ngay cái mẫu đồng hồ Ponzos này rồi. Một thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng của Liên Xô.
Mã của em này là H207 nhá, giá chỉ có 1.180.000 thôi ạ. Tiếp tục một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Pozzos mặt huyết. Đó, Pozzos Liên Xô mặt huyết, em này có phần vỏ máy 2 tầng, thiết kế rất là độc đáo luôn này. Vỏ bên ngoài của em này lớp vàng còn rất là đẹp, nguyên vẹn, không có dấu hiệu hao mòn. Mặt đáy ở đây thì có khắc truyện dòng chữ AO5 này, nó khắc truyện AO5, bọc vàng AO5, đáy inox, và đây là một phiên bản kỷ niệm năm 1940 năm 1980 năm. Các bác nhìn này, ở đây có khắc biểu tượng nha, rất là ý nghĩa. Size mặt ngang em này là 34 và size dọc là 41, ngang 34 dọc 41, với thiết kế các cọc số nổi lạ mắt cùng với một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Một chiếc Bonzos mặt huyết, phong cách độc đáo. Giá của em này là 1.980.000 nha, chốt đơn em với mã là G18 này. 1.980.000 ạ. Rồi tiếp tục qua mẫu một em Bonzos máy cơ lên dây 23 chân kính. Đó, một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ này. Em này thì có các cọc số chấm bi nha. Số chấm bi. Một ô cửa lịch. Đó, cái form mặt sâu lòng. Các bác nhìn đây là cái form mặt của em này nha, rất là sâu lòng luôn. Kiểu thiết kế mặt tràn viền này các bác. Vỏ vàng. Bọc vàng AU, hơi có vết thời gian một chút xíu này các bác nhìn. Đáy inox nha. Đối với em Ponzot này thì em mới có size mặt là 36. 36 các bác ạ. Máy cơ lên dây 23 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Phong cách rất là độc lạ đến từ những chiếc đồng hồ của Liên Xô. Cực kỳ khỏe khoắn luôn. Giá của chiếc này là 1.680.000 và mã là Y1 nha các bác. Y1 với giá là 1.680.000. Đó. Rồi tiếp tục qua mẫu này, gửi đến cho các bác một chiếc Garuen. Đây là một chiếc Garuen với màu mặt đỏ mận. Đỏ sẫm luôn đó các bác ạ. Cọc số nổi một ô cờ lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ. Vỏ vàng này, cái form dáng rất là dày luôn. Em này có size mặt ngang là 39 và size dọc là 43 nhé. Đây cái form dày của em này này, 12.8 các bác. Size dày là 12.8, đáy inox. Đó. Có khắc tên thương hiệu Garuen ở đây, Garuen Automatic. Máy cơ tự động. Này là máy cơ tự động. Đối với cái phần lịch này thì sẽ có nấc để chuyển lịch nhanh nha các bác. 17 chân kính. Đó. Cái phần mặt bên trên này thì hơi vết hao mòn nhẹ một chút xíu trên và mặt dưới này. Và giá của chiếc Garuen này là 1.980.000 thôi nhé. Là các bác có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, thương hiệu nổi tiếng, phong cách độc lạ như thế này. Và giá thì chỉ có 1.980.000. Chốt đơn em với mã là Y32 nha các bác. Rồi con mẫu tiếp theo này, Seiko Olisky, thương hiệu đồng hồ cổ của Nhật, được sản xuất vào đầu những năm thập niên 60. Và em này là một chiếc Seiko máy cơ lên dây nha các bác. Thiết kế phong cách thì rất là đặc trưng của những cái dòng máy Nhật. Đó, cọc số trải tia được khía trực tiếp ở trên cái phần mặt. Em này thì có cái màu mặt vàng mỡ gà. Vỏ bên ngoài của em này cũng là vỏ vàng nha. Đó, đây này. Thân vỏ bọc vàng, đáy inox, mặt đáy kiểu đáy bắt úp. Sáng choang luôn đấy. Size là 33. 4 chân càng của em này thì rất là dài luôn này. Các bác có thể thấy này, 4 chân càng dài và nó sẽ có một cái độ cong vừa phải nhá. Khi mà các bác đeo lên tay thì nó sẽ ôm sát vào cái viền cổ tay của các bác đấy. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử. Đó, Seiko Liqui và em này có giá là 1.680.000 nha. Chốt đơn em với mã là H123. Tiếp tục qua mẫu này, một chiếc Tissot máy cơ tự động, thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, Tissot.
thương hiệu cao cấp đấy các bác. Em này là một chiếc t-shirt với mặt hai lòng, mặt trắng nổi bật luôn. Một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ nha. Size ngang của em này là 37 và size dọc là 39.6, gọi là size 40. Đó, thân vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Zin nguyên bản 100% này, từ phần dây khóa này, vỏ núm máy zin toàn bộ nha. Phong cách cực kỳ chất, lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đối với cái size mặt của em t-shirt này thì các bác có cổ tay tầm 20, đổ xuống là các bác có thể lên tay thoải mái nhé. Yêu thích cái mẫu đồng hồ này thì cho đơn cho em với mã là A54 và giá là 2.650.000 này. Bạn này có giá là 2.650.000 nha. Rồi, tiếp tục gửi đến các bác một em đến từ thương hiệu Slava, mã G21, giá 1.280.000. Đây là một chiếc đồng hồ Slava với phong cách độc, cực kỳ chất luôn. Đó, các bác nhìn này, một chiếc đồng hồ Liên Xô với phong cách lạ mắt, mặt sâu lòng, một ô cờ lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ, và em này chạy máy cơ lên dây với 26 chân kính nhé. Có size ngang là 37 và size dọc là 41. Phần vỏ bên ngoài là vỏ thép. Đó, các bác nhìn này, cái lớp vỏ bên ngoài sáng bóng luôn. Bộ máy cơ lên dây. Bộ núm thì vẫn có nấc để chỉnh lịch bơm này, cái phần lịch vẫn còn hoạt động tốt nha. Kim cọc cũng vậy. Đó, Slava, thương hiệu đồng hồ của Liên Xô, và em này có giá là G1.280.000, mã G21 nhé, 1.280.000 này. Tiếp tục giao lưu gửi đến các bác một chiếc Slava cổ. Cái dòng này là được sản xuất cách đây rất là lâu đời rồi, thuộc cái phân khúc Slava đời đầu đó các bác. Cái form của nó thì sẽ hơi nhỏ gọn một chút, với size mặt ngang là 34 và size dọc là 36 nhé. Ngang 34, dọc 36, form mặt bắt quái này, siêu lạ mắt luôn. Đây là một trong những cái form máy mà nó mang cái tính chất độc dị dành cho các bác, để cho các bác có thể sưu tầm. Cái form mặt này thì đã hơi có vết bụi thời gian một chút rồi, các bác mua về thì có thể spa đánh bóng qua lại cái phần mặt đi nhé. Cái viền bên ngoài sẽ là cái viền màu đỏ tím, mặt vàng bên trong là mặt vàng này. Một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ. Ở đây thì có đính các cọc số góc 5, 10, 15, 20 hay 5, 30 này. Đó, vỏ bên ngoài của em này là vỏ vàng nhé. Đây các bác nhìn này, cái lớp vỏ vàng thì còn khá là đẹp. Nói chung là so với một chiếc đồng hồ cổ mà trải qua 6-70 năm cuộc đời rồi như thế này thì còn quá là đẹp luôn ấy. Đáy inox khắc biểu tượng CCCP này, biểu tượng quân đội của Liên Xô. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Size mặt như thế này thì các bác có cổ tay vừa và nhỏ một chút, đeo lên tay sẽ rất là hợp. Một chiếc Slava cổ điển. Mã của em này là E173 và có giá là 1.580.000 ạ. Tiếp tục gửi đến cho các bác một chiếc Slava máy cơ tự động đến từ Liên Xô. Đó, em này còn rất là đẹp luôn nha. Chiếc Slava mặt huyết, kim cọc vàng, một ô cờ lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ. Đó, vỏ bên ngoài của em này là vỏ vàng nha, bọc vàng au này. Đã có cái vết bụi thời gian bám vào cái phần vỏ thôi. Mấy cái này thì các bác chỉ cần dùng cái khăn lau đi là sạch nha. Lớp vàng còn nguyên vẹn và không hề có dấu hiệu hao mòn. Đáy inox này. Nói chung là đây là một cái mẫu Slava máy cơ tự động, giữ được tình trạng cực kỳ tốt. Size ngang là 37 và size dọc em này là 41.5. Ngang 37, dọc 41.5. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Với một cái form dáng như thế này thì nó quá là nam tính rồi các bác. Bộ lịch bơm vẫn còn đang hoạt động tốt này. Đó, các chức năng núm cũng vậy, 27 chân kính. Đó, em này lên tận 27 chân kính luôn. Và giá của chiếc Slava này là 2.280.000.
chốt đơn em với mã là G46 nhá, 2.280.000. Tiếp tục gửi đến các bác một chiếc Citizen 7 Star dòng máy V2, cơ tự động 24 chân kính này. Đó, kim cặp rất là sáng, một ô cửa lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ. Và chiếc Citizen này thì sẽ sở hữu một cái màu mặt với một cái màu xanh lục cực kỳ là đẹp luôn nha các bác. Cái màu mặt này nó rất là độc luôn ấy. Bên trong nó sẽ đậm và tỏa dần ra bên ngoài. Nó có size ngang là 38 và size dọc là 40. Đó. Vỏ thép không gỉ toàn thân. Đáy này có khắc tên thương hiệu Citizen. Em này zin nguyên bản luôn nhá, zin khóa chôn. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đối với cái ô lịch của em này thì sẽ có hai ngăn nha, với một bộ lịch bơm ấn vào bên trong như thế này để chỉnh lịch. Đó, rất là tiện. Và bác nào muốn sở hữu chiếc Citizen Nhật Bản này cho đơn em với mã là M106 và giá của em đấy thì chỉ có 1.480.000 thôi ạ. M106 giá 1.480.000. Tiếp tục qua mẫu một chiếc Mido Nhật, Mido Commander. Nó cơ tự động và em này có hỗ trợ cơ có tay nữa. Size mặt 37. Một ô lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ. Vỏ thép không gỉ toàn thân này. Vỏ núm máy đều có khắc tên thương hiệu Mido. Em này thì cái phần vỏ bên ngoài được đúc liền nguyên khối nha các bác. Các bác nhìn này, thân vỏ đúc liền nguyên khối, cực kỳ chất luôn. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đối với những cái dòng mà nó có hỗ trợ cơ quất tay thì các bác sẽ lên cót tay cho đầy đi. Các bác khi mà các bác đeo cái cót bằng cái máy cơ tự động nó rất là thoải mái. Và giá của chiếc Mido này là 1.480.000 thôi ạ. Chốt đơn em với mã là G50 nha. 1.480.000, mã G50. Tiếp tục một mẫu Gruen Thụy Sĩ. Một chiếc Gruen mặt huyết, vỏ thép không gỉ, dòng máy Sox Master, cơ tự động, máy chạy 3 kim. Đây là phần vỏ bên ngoài này, vỏ thép không gỉ toàn thân. Đó, form mặt em này thì khá là lớn, sở hữu size mặt 37, size 37 nha các bác. Đây là một form mặt lớn đấy, các bác nào có cổ tay to cũng có thể đeo thoải mái này. Và cái form mặt tròn thì nó cũng rất là dễ đeo nữa. Em này thì có một cái vết nứt nhẹ nằm ở tại vị trí bên trên này. Còn lại thì phần thân vỏ rất là sáng. Giá của chiếc này là 1.980.000 nhé. Mã là E204 này. 1.980.000. Và mẫu đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay, một em Zarya. Zarya đồng hồ Liên Xô. Em này thì sẽ có cái màu mặt xanh và đen kết hợp, rất là độc đáo. Kim cọc vàng này. Cơ lên dây 17 chân kính nha. Vỏ em này thì được bọc vàng ao 10 và có khắc truyện ở đây. Lớp vàng sáng bóng luôn, nguyên vẹn, rất là đẹp. Và em này có cái size mặt là 39.6, gọi là size 40 luôn rồi. Một form mặt cực khủng luôn ấy. Đó, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Phong cách cực kỳ chất đến từ thương hiệu Zarya của Liên Xô. Giá của chiếc này là 1.680.000 này, mã H150 nhé. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video của kênh đồng hồ Kim Đồ Cũ ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết, các bác vui lòng liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Và còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé.